đang cắt tóc, nhóm thanh niên thất kinh khi chứng kiến một vị khách vô hình tới từ thế giới khác. Theo lời kể của người đàn ông đăng video, khi đó vào khoảng 11 giờ đêm, anh đang làm tóc cho một vị khách nữ cuối cùng để đóng cửa, thì bất ngờ phát hiện một vị khách vô hình. Theo dõi đoạn camera, ta có thể thấy trong tiệm tóc khi đó còn 4 người. Mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường. Tuy nhiên, khi theo dõi đoạn video một lúc, ta sẽ thấy áo choàng màu xanh trên chiếc ghế có sự chuyển động mà không có sự tác động của ai cả. Ban đầu không ai để ý đến sự việc bất thường đó. Nó tiếp tục tiếp diễn cho đến khi người đàn ông áo xanh nhận ra và sợ hãi rời khỏi căn phòng. Mọi người trong căn phòng dần cảm thấy có một sự hiện diện của vị khách vô hình nào đó. Theo dõi tiếp đoạn video, ta thấy chiếc đầu của một con mannequin trên tủ có dấu hiệu chuyển động bất thường. Sau khi xem lại đoạn camera trên, những người có mặt khi đó đều không thể giấu nổi sự sợ hãi. Đoạn video sau khi được đăng tải đã được cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Đa phần mọi người đều tin rằng đó là một hồn ma đang trú ngụ tại đây. Một số bình luận được để lại bên dưới đoạn video. Có vẻ như hồn ma đó đang muốn được cắt tóc và đang tức giận vì chờ quá lâu thì phải. Tôi nghĩ mọi người nên chuyển đi chỗ khác thì tốt hơn. Tôi đã có một chút hoài nghi, nhưng phản ứng của anh áo xanh đã chứng tỏ chuyện này thực sự có thật. Liệu có thực sự tồn tại một thế lực tâm linh nào đó, hay chỉ đơn giản là một trò đùa của nhóm thanh niên nhằm câu view mà thôi? Các bạn nghĩ thế nào về đoạn video trên? Hãy để lại bình luận xuống phía bên dưới cho mình biết với nhé!